Rồi, buổi sáng ở Pù Luông thì rất là đẹp. Hôm nay thì thời tiết có vẻ là đỡ lạnh hơn và chắc chắn là trời sẽ nắng. Và từ các dãy núi thì nhìn các cái màn sương đang bay dần ra. Ta có thể nhìn thấy là những cửa lộ bậc thang này, trên những ngọn núi cao kia là những cái dãy núi và có cái dải sương mù, nó đang tan dần đi rồi. Và hôm nay thì chúng tôi quyết định là đi khám phá cái thác Hiêu. Vâng. Hành trình khám phá thác Hiêu của chúng tôi đang bắt đầu, và chúng tôi sẽ phải vượt qua các cái mỏm đá như thế này. Và chân của chúng tôi thì phải mang dép, không được mang giày, vì nếu mà mang giày thì rất là ướt. Vâng, chúng tôi đi qua các cái mỏm đá như thế này này. Dự kiến thì hôm nay chúng ta đi bộ thì khoảng tầm 1 tiếng để khám phá toàn bộ cái thác Hiêu này. Bước qua rất là phong và nó cũng không quá lạnh. Tôi bước qua những cái bậc đá như thế này để lên trên kia. Mình lên trên kia kìa. Có anh Loan, anh chủ ở homestay đưa chúng tôi đi khám phá cái thác Hiêu này. Đây bạn Grace. Bạn Grace mang dép này, mang dép để đi. Đấy, bạn Grace mang dép đi. Bạn cảm thấy rất là thú vị. Dưới kia là bạn Joe ra, bạn đang cảm thấy rất là vui và rất là thú vị khi mà đi con đường như thế này. Chúng tôi thì vừa đi vừa ngắm cảnh. Nước ở đây rất là trong và nó không quá lạnh, cho nên là đi rất là cảm thấy rất là sướng. Rồi, chúng tôi phải leo lên những bậc như này. Những bậc này càng lên thì càng cao, càng lên thì càng cao. Và theo như anh Loan anh nói rằng là trên kia có thác còn to nữa. Anh Loan ơi, cái thác này dài bao nhiêu cây? Dạ? 200 mét. Nhưng mà dài cả cái đoạn con suối này là dài bao nhiêu? 700 mét. Hey, how do you feel? Not slippery. You feel not slippery? Very good. Đây là đoạn đường rất là trơn và chúng tôi phải vượt qua cái đoạn đường này. Đấy. Đoạn đường rất là trơn, rất là dốc và rất là nguy hiểm. Các bạn có thể nhìn thấy ở dưới kia là nhờ cái vực sâu và chúng tôi phải vượt qua cái đoạn đường này. Sau khi khám phá thác Hiêu thì chúng tôi đã lên được cái trên đỉnh của thác này. Và chúng tôi nhìn xuống thung lũng của bản Hiêu và rất là đẹp. Rất là đẹp này. Bây giờ thì các bác nông dân thì đang cày đất để trồng ngô.